Chào mừng các bạn đã đến với channel. Video ngày hôm nay mình sẽ mang lại tin vui cho những bạn nào đang đã hoặc sẽ sử dụng điện thoại Xiaomi, hoặc là cả những bạn nào mà không sử dụng điện thoại Xiaomi nhưng mà yêu thích giao diện MIUI. Xin được thông báo là chiếc điện thoại của các bạn có thể sắp được cập nhật lên phiên bản MIUI 7 với những cải tiến lớn về giao diện cũng như là tính năng. Những nâng cấp và những thay đổi đó cũng sẽ là nội dung chính của video ngày hôm nay. Hãy cùng mình đi tìm hiểu những điểm mới ở trên MIUI 7. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có khả năng cân chỉnh màn hình. Với phiên bản MIUI cũ thì các bạn sẽ không có tính năng này. Ở đây thì mình đang có chiếc MI 4 này thì đang sử dụng phiên bản MIUI cũ, và các bạn có thể thấy là không hề có phần display. Và ở trong cái phần display này thì các bạn đã có thể cân chỉnh màn hình để sao cho phù hợp với lại cái mắt thẩm mỹ của các bạn. Có thể là ấm áp hơn một chút này, cho hợp với lại không khí của mùa hè nóng nực, hay là lạnh lùng hơn một chút để có thể phù hợp với lại không khí lạnh giá của mùa đông. Ở phía dưới chúng ta còn có khả năng tự động cân chỉnh độ tương phản của màn hình để cho phù hợp với lại điều kiện môi trường. Một tính năng nữa tiếp tục liên quan đến khả năng hiển thị thì giờ đây với MIUI 7 chúng ta đã có thể tự điều chỉnh font chữ hệ thống. Đó, các bạn có thể thấy là trước đây thì ở trên những phiên bản MIUI thấp hơn thì chúng ta sẽ không thể làm được điều này. Với phiên bản MIUI mới thì tất cả sẽ rất là đơn giản, các bạn vào text size. Và nếu các bạn mua máy về để tặng phụ huynh, bố mẹ hay là ông bà thì có thể chỉnh phông chữ lên thành to, rất to như thế này. Và như vậy là ông bà bố mẹ sẽ không cần phải đeo kính lão hay là đeo kính lúp mới có thể nhìn được những con chữ ở trên màn hình điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính năng không mới với lại người sử dụng Android, đó là Parent Control, hay một số điện thoại khác thì sẽ được dịch là Child Mode. Nếu mà không có cái tính năng này thì rất là có thể khi các bạn cho con em, nói chung là bọn trẻ con mượn máy thì chúng nó có thể rất là phá hoại, chúng nó có thể thay đổi mọi thứ giao diện của chúng ta, hay thậm chí là gọi điện tốn tiền nháy máy mọi người. Tuy nhiên thì với cái tính năng này bật lên, ở đây thì các bạn có thể set một số những ứng dụng để cho những cái con trẻ nói riêng, hay là tất cả mọi người mà các bạn cho mượn máy nói chung chỉ có thể sử dụng được một số những ứng dụng này thôi. Sau đó thì bấm ra home một phát, đó, cái người mà các bạn cho mượn máy sẽ chỉ có thể vào được gallery và camera, đó, tự sướng và xem ảnh, chấm hết, không làm được gì khác. Để có thể thoát ra khỏi cái chế độ này thì chúng ta sẽ cần phải nhập cái pattern mà chúng ta đã set. Ngoài ra thì còn có một tính năng nữa rất là hay ở trong cái mục Parental Control này, đó là Lock SMS. Có nghĩa là khi mà các bạn bật cái tính năng Lock này lên thì tất cả những cái ứng dụng ở trong máy sẽ không có khả năng gửi SMS đi nữa, như vậy là sẽ không tốn tiền. Thực chất thì cái tính năng Child Mode hay là Parental Control này thì nó không mới. Tuy nhiên thì mọi sự thay đổi dù sớm hay là dù muộn thì đều rất được hoan nghênh. Nãy giờ thì mình đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những tính năng mới ở trên MIUI 7. Còn về giao diện thì sao? Thực ra thì MIUI 7 không có quá nhiều sự thay đổi về mặt giao diện. Đó, các bạn có thể thấy là từ giao diện màn hình chính cho đến Status Bar, cho đến Quick Setting hay là cách sắp xếp ở trong setting thì tất cả vẫn như cũ. Nếu như giao diện chính thức của MIUI 7 không khác quá nhiều so với lại bản beta mà mình đã cài lên chiếc MI 4 này thì chúng ta có thể kết luận là MIUI 7 sẽ không tập trung vào nâng cấp những cái thay đổi nhỏ nhặt về mặt giao diện mà sẽ tập trung nâng cao trải nghiệm của người dùng. Chúng ta sẽ có tốc độ phản hồi được tăng thêm 30%. Ở đây thì mình sẽ thử luôn cho các bạn thấy được cái tốc độ phản hồi rất là nhanh ở MIUI 7. Đó, các bạn có thể thấy là tốc độ mở ứng dụng của MIUI 7 so với lại phiên bản MIUI trước đây là rất là nhanh. Kể cả khi mình bấm nút home và thoát ra khỏi màn hình chính thì sự khác biệt cũng rất là rõ ràng, rất là tuyệt vời. Đây là những sự thay đổi rất là đáng giá và đáng khích lệ ở trên MIUI, một giao diện mà bản thân mình đánh giá là một giao diện rất là màu mè, quan tâm chú trọng rất là nhiều vào giao diện. Tuy nhiên thì hiệu năng có vẻ như là chưa được tốt lắm. Với phiên bản MIUI 7 cùng với lại những sự thay đổi rất là tích cực mà mình vừa nêu ra cho các bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể có một MIUI không những đẹp, đa dụng mà còn ổn định và viên châu. Hiện tại thì các bạn đã có thể cài phiên bản MIUI 7 beta lên chiếc máy Xiaomi của các bạn. Xin mời các bạn theo dõi video hướng dẫn của S4Room Channel để có thể trở thành những người đầu tiên trải nghiệm MIUI 7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.